Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm cái món gỏi mới rồi cả nhà. Gỏi tép tép nhảy rồi cả nhà. Đầu tiên mình cho vào miếng bột ngọt nha. Đường mắm đây, đây là tép còn tươi sống luôn cả nhà, tép tươi sống luôn. Húng húng rồi cả nhà, trộn lên chanh vô. Gỏi tép nhảy nha cả nhà, tép còn tươi sống luôn. Tép nó còn nhảy luôn rồi cả nhà. Tép nó còn tươi sống luôn rồi cả nhà. Đây, nước chấm. Rồi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn gỏi tép nhảy nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Tép còn tươi xanh luôn cả nhà. Các bạn xem nè, tép tươi xanh luôn.
nó còn nhảy nữa kìa, nó còn nhảy nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ kênh của Thanh Hoa nha. Bye bye cả nhà. Chào tạm biệt.